Yo, 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 hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình là Tụ Tử Đường Phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game, hiện tại là chính nhân mình đây, Tụ Tử Đường Phố đây các bạn ạ. Ok, quay lại clip này trên cái video thì cho anh em xem video về nó có like, share, đăng ký kênh cho nó kéo phải mình sức khỏe rất nhiều. Ok, quay lại clip này thì trước cái video thì không biết anh em đã nhập code mới chưa. Bên game vừa ra code mới đây, anh em tranh thủ đi ra thời gian đi nhập nhá. Hôm nay thì mình sẽ nhập code mới, sau đó thì sẽ vui chơi con nạc mình. Nên ra nguyên cái sự kiện đợt này mình bận quá anh em. Đấy, Tết nhận đến nơi không có thời gian, còn chưa nâng cấp bọn nạc gì thì anh em. Biệt danh của group là gì? Group Ngân Nga. Ba trăm bốn mươi bốn hai bốn ba bốn 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 năm vẫn win được rồi các bạn, chứ sợ không win thôi chứ vẫn win là được rồi. Mình nhưng win phát một bay màu, ui bay màu rồi à, càng 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 đấy các bạn. 348. Thôi 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 thôi, căng quá các bạn. À, đừng làm thùng bia này anh em này. Hốt luôn, không dài dòng. Ở đây được 3 thùng nữa à. 1 2 3. Ui, nhiều đấy nhờ. Ui, khá là nhiều thùng bia đây anh em. Ôi trời, còn cái nữa mình quên chưa mua. Thôi kệ, từ từ tính sau. Mua cái phiếu quay đi anh em, tính sau mấy cái tính sau, từ từ mua phiếu quay đã. Hôm nay cố gắng kiếm được nhiều thùng bia nhất có thể các bạn. Tiếp theo đi nhập cốt nào. À từ từ nhận quà đây, như mình phải tiêu phí kim cương anh em, được 6 thùng bia các thứ các kiểu, ok cũng được. Rồi tiếp theo đi nhập cốt các bạn. Cốt thì bên game hiện giờ chúng ta có quà cốt tuần thôi anh em. Đây, đây anh em, lại gửi cốt tuần nục phi. Chắc được lại được 5 thùng bia anh em, không biết 5 thùng bia kèm theo cái gì nữa. Ui, cũng được của nó anh em. Đó, 5 thùng bia.
Ok, nói chung thì cũng ngon lành, cũng ra gì và lầy lọ phết các bạn ạ. Đấy, cũng ra gì và lầy lọ phết anh em. Rồi, xem nào, sáng nay kiếm sơ sơ chúng ta. Ui, kiếm 47 thùng bia rồi anh em. Kiếm 47 thùng bia rồi, xem nào có sự kiện nào được kiếm được không. Trình ná, thức tỉnh, vòng quay 50 điểm vòng quay là được thêm 2 thùng bia nữa. Chiêu mộ hải tặc thì thêm 50 thùng nữa thì mới được có thêm 4 thùng bia, là 6 thùng bia. Ở đây thì mình còn thiếu 59 thùng nữa anh em, 59 thùng nữa thì mới ăn được cháo Luffy nữa. Shop hoa anh đào, ở đây chúng ta có shop hoa anh đào này anh em, này mình có 2K6, thiếu một cái nữa đổ được 8 thùng. Thiếu một cái nữa đổ được 9 thùng, đổ 8 thùng trước cũng được anh em. Rồi. Tiêu phí kim cương, ui ham dài. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi từng thứ một anh em. 50 thùng bia nữa mới được à? Ôi, chưa có thì cứ từ từ các bạn, hay cứ từng ý một, từng ý một. Đầu hôm nay lại đủ anh em, hôm nay lại đủ thì sao? Này đủ này, này ăn được sự kiện thì ngon anh em. Đấy, bắt đầu này lại đủ này ăn được phép được sự kiện thì sao? Đấy, không nói trước được điều gì các bạn ạ. Ấy bây giờ chưa kịp nâng cấp con nạc mình chắc nào. Push lại từng ấy thôi anh em. Chắc nào thành tựu có cái gì để làm không? Kiếm thêm ít kim cương các bạn. Cho 150 khó quá. Qua thành nhiệm vụ 6 sao, 4 sao còn 3 nhiệm vụ nữa này. Rồi, từ từ được rồi. Trang bị cam 6 sao, thành viên 5 sao, 5 sao còn 50 tướng nữa là đủ này, 50 tướng 5 sao nữa. Ui, không căng đấy. Thôi cứ từ từ các bạn, ăn được cái nào thì làm cái đấy thôi. Thôi cứ từ từ, làm được cái nào thì cho đi làm cái đấy các bạn. Đấy, từ từ thôi. Nhận thưởng nó nào, bữa giờ chưa nhận thưởng anh em. 90 kim cương. Ui đây, kim cương đây các bạn, đấy kim cương thùng bia đây. Đấy, cốc bia đây. Ui, trời ơi. Thế này thì chuẩn bị đủ rồi. Làm mới phát. Tự động. Tấn công. 30. Hoàn tất. 30 nhận về 80 vẫn lời các bạn. 30. Ui đây là nhiệm vụ 6 sao. Ngon anh em. Và vẫn thiếu một cái nhiệm vụ 7 sao anh em. Tháng này mình thiếu mất một cái nhiệm vụ 7 sao các bạn đã pull nghe chưa? Ôi, nó nếm kim cương mình kìa. Hoàn thành lấy ngay, nhận lại kim cương các bạn. Căng thế nhờ. Để ra xem nào, chiêu mộ, chiêu mộ. Thiếu một thùng nữa à. Ok, một thùng nữa như trong ấy mình nhớ là trong trong đây vừa có này. Trong đạo bánh vừa có anh em. Ui, thôi 175 đắt hơn ở ngoài các bạn ạ. Ui giá mới tỷ này. Ở đây 150 thôi. Mua ở đây còn bị đắt hơn anh em. Bị chém rồi. Bị bóp rồi. Lại bị chém rồi anh em. Đi mua hàng không ý lại bị lừa rồi. Cày thế nhờ. Ok. Ok. Đầu tiên thì nhận được 4 thùng bia đầu tiên anh em. Đó, đồng cái 50 nữa, ngon. Rồi, tiếp theo thì chúng ta đến sự kiện năm mới. Ở đây thêm 400 lần. Thôi cái này bỏ đi anh em, không ăn thua. Đổi xem nào. Từ từ, trước tiên là bằng bánh pháo này là mình đổi được 100 cái này. 100 cái bánh pháo. Ui, ngon, ngon, ngon các bạn. Từ từ, cái này từ từ các bạn, từ từ. Nên kiểm tra được bao nhiêu thùng bia đây anh em. Ô, 59 thùng bia rồi. Nói là mình thiếu 59 thùng à? Đúng không, thiếu 59 thùng bia nó đủ. Ô, thế tính ra đủ rồi anh em. Ok ngon, ok ngon, ok ngon. Ok ngon ạ. Vậy thôi chúng ta đi săn lấy nốt cháu. Đi săn nốt lấy cháu còn lại anh em. Săn gì mình full rồi. Hãy bỏ đi nhiều các bạn nhỉ, không săn Sapo nữa, chờ chuyển sang răm săn dòng nhanh nhẹn anh em. Thôi săn dòng nhanh nhẹn đi. Ok, mong rằng sẽ ra được một tướng SML anh em, hay gọi là SMS anh em. Ô, oh, không ra rồi. X10, X1, X10, ok, còn, ui,
Đen đấy nhờ, không ra được các bạn. Cái đấy nhờ. Độ nhân phẩm, độ nhân phẩm, độ nhân phẩm đây rồi các bạn ơi. Đấy chính là độ nhân phẩm đây anh em. Ui tuyệt vời. Sau bao nhiêu ngày thì về con ạc của mình thì nó đã đạt đến một cái cảnh giới người ta gọi là level mát đỉnh anh em. Trời ơi, leo vào mắt đỉnh. À không, mà không bữa như mình nhớ cái vụ mà quay ở dòng chính xác này, như là mình nhớ có một bạn comment ở trên kênh như bảo là bảo anh em vào dòng, anh bảo anh em vào comment. Có bạn comment bảo là anh vào dòng chính xác á, chiêu mộ á thì lại ra cháu Luffy NV à quên PM cao lắm. Có khi nào vậy thật đấy các bạn? Các bạn test thử coi nhá. Ui anh em ngon. Giờ thì ngon lành rồi các bạn. Quay thêm 15 thùng bia nữa kìa, ngon anh em. Nhận đêm một cháu Luffy. Ư trời ơi, quá đi là đỉnh đi các bạn ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Còn gì tuyệt vời hơn. Mình đang định bảo gì nhỉ? Một cháu Luffy NV. Ôi, không cần biết anh em, đi nâng cấp đã. Hôm nay là đi nâng cấp đã các bạn. Đó, về là phải điêu cháu nó lên ngay. Thực tình lên ngay rồi, thực tỉnh 1 2 3. Ok thực tỉnh, giờ bỏ ai ra? BOBO đủ lên 10 sao này, con này cũng đủ lên 10 sao. Từ từ bỏ thì chưa bỏ được các bạn, giờ tầm này bỏ là chết đấy, tầm này bỏ là không ổn các bạn, tầm này bỏ là không ổn. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, ui hết tướng à, lưng cho lên 9 sao luôn chứ. Đang săn mảnh này phải lưng cho lên 9 sao luôn anh em. Nhắc mà nhớ gọi cho nó ra đây anh em. Quậy đỉnh nha. Tuyệt vời mặt trời anh em, không còn gì tuyệt vời hơn. Ui chỉ có dòng 4 sao đâu bạn, không có dòng dòng 5 sao thì chứ không có mới đâu các bạn. 15%. Ui. Nghe hơi cay nhờ. Bây giờ ra dòng. Ui, ra cái này thì cho nó thì rất nhiều 3 sao mình cũng hết rồi các bạn. Giờ không nói phải từ bỏ ai giờ ta. Đây nhờ gáp à. Đó, Damakian. Nhận nào, thành tựu gì đây. Ui, nhưng mà đâu không về phê anh em. Ngon lành, ngon lành. Hốt ngay sự kiện rồi các bạn. Đấy không, các cụ bảo là có công mài sắt có ngày chai tay là có thật anh em ạ. Đấy, có không công mài sắt là có ngày chai tay là có thật đấy các bạn ạ. Độ nhân phẩm ra thêm một cháu Luffy nữa anh em. Thức tỉnh Luffy lên 9 sao này là ngon này. Chỉ là Luffy mình vừa ăn được một phát rồi. Ừ. 8 sao rồi. Đấy, phút thì có rồi các bạn. Giờ thiếu 2 phút nữa thôi. 2, 4, 5. Thôi mấy cháu này về sau test sau đi nha, về sau kiếm test sau vậy. Lên 9 sao. Ok, đẹp trai phô mai que lên các bạn nhá. Đấy, có ngay B Luffy PM lên 9 sao. Ôi, lâu ngày không về chơi nhận ngay đốt. Ô, game nó lag sao nhỉ, nó gửi quà chậm đấy nhỉ. Còn món quà lúc 9 sao nữa. À mà đúng rồi, mình nhớ gì rồi. Mình nhớ rồi, trong túi mình còn một dương bao lì xì. Ôi, nãy giờ mình bảo là mình sẽ về trong túi mình mở rút cái dương bao lì xì xem nó ra là cái gì các bạn. 5 thùng bia, nó là 20 thùng bia rồi. 20 thùng bia, ngon. Ngon lành các bạn ạ. Xem nào. Xem nào, sự kiện đổi. Ở đây bán kim cương. 1k này mình 500 pháo, 1k này 1k pháo à. Ôi đắt thế. Cái này đổi giờ thì mình đổi ra được bao nhiêu? 180 được 9 thùng bia nữa các bạn ạ, đổi được 9 thùng bia nữa. Tôi đổi lấy avatar đi. Không đủ nguyên liệu đổi á. À ừ, thiếu mất 10 cái này nhờ. Cái thế nhờ. Ồ, thế bên game nó quyết định nó không gửi quà mình thật kìa các bạn kìa. Ô, Nami đùa. Nâng cháu ấy lên 9 sao rồi mà lại còn không gửi quà anh em. Ô, chốt à. Sao mà lại đùa như vậy trời. Thôi hợp phát anh em xem nào. Ra tới gì? Ui, lại ra cà rốt à. Không, ra chopper. À quên, chopper là phải lại kia nhỉ. Mình quên các bạn. Cho thoát ra vào lại anh em, thoát ra vào lại xem nhận được không. Ok, mình vừa làm xong cái nhiệm vụ vòng quay anh em xem nó gửi không.
Không gửi luôn các bạn. Ô, bên game đùa à? Có đùa không vậy trời? Sao sao không gửi quà cho mình ta? Đúng không? Đây là cháu Luffy PM, mình lên 9 sao rồi mà, chuẩn 9 sao rồi anh em. Phát nữa lên 10 sao đâu nữa. Ô, nhà phát hành có đùa không vậy? Chi ná này, thức tỉnh này. Đã từng sở hữu một Luffy PM 9 sao, thức đã có rồi mà. Ô. Đã, à, ui giời. Hiểu rồi anh em, các bạn trong các bạn phải vào đấy mới nhận được nhá. Ok, được sao cũng ngon lành. Vậy ra Aokichi à? Chắc ý trời anh em, ý trời muốn mình đứng Aokichi đây. Bởi vì từ từ dòng này là mình đang còn dư 1 phút kìa. Ô, thế thì ngon các bạn ạ. Ô, thế thì ngon các bạn ạ. Ui, muốn lần hay không thôi. Đó, tuyệt vời, nói chung cũng tuyệt vời rồi. Aokichi thì chắc từ từ các bạn. Vụ Aokichi đang còn rất là nhiều nhưng thôi. Và đêm nay chắc cũng thế thôi anh em. Đó, lâu ngày không về, hôm nay quá may mắn rồi. Làm ngay 3 cháu Luffy PM quá đỉnh cao rồi anh em. Nó nhẹ 3 cháu thế thôi. Một clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi anh em. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nhé. Bye bye, chúc anh em xem video về. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.